về cái cuốc bập đi cô ạ. Điền cuốc bập ông nó rối nó hút mật. Chọc mẹ nó để ông ấy. Chọc mẹ mà rối mày. Nó to lắm ấy. Hững một phát đấy thì. Cái con đang bay lên đấy. Hững hả? Lên nha. Cái gì? Bậy lên nha. Từ từ. Ông thối mẹ trong. Ông bay lên à? Ai à, ông bay. Mày chọc mẹ nó tổ rồi. Tao bỏ lấy cuốc bập lên thì kéo bập. Ấy đi về đi. Hoài về đi Hoài. Hoài về đi Hoài. Chọc mẹ mà tổ rồi. Bập lên. Giờ có một cuốc không? Bạn bên này mình này. Đứng bên kia. Như nào? Một cuốc rộng thôi này. Bậy này mà sao là được rồi, hỗn rồi mà. Đây nè, thấy rồi nè. Thấy giờ ra nè. Thấy rồi nè. Nó nằm chỗ này này. Đây nè, nằm ở quảng mạng này. Mật này. Đủ mua mật này. Bao mật. Cho. Cái này có mà vừa. Cái đỏ đấy. Đáng. Bao mật này. Rồi. Ôi trời. Mất rồi. Kẻ hạ đi. Mà ông chửi chả. Nhiều bao nhiêu thế. Lấy cái khác thôi. Cả này thì phải khai thám thôi cơ mà. Đây. Con dưới không? Đây nè. Chỉ còn ong thôi. Cao.